Mỹ Thuật Laptop xin kính chào các bạn. Nếu bạn đang muốn tậu cho mình một bộ máy vừa túi tiền nhưng cấu hình vừa đủ mạnh để làm việc thì HP Compact 500BMT là một lựa chọn hợp lý. Bộ máy tính Compact 500BMT của HP được xây dựng trên nền tảng chipset Intel G41 với chip đồ họa tích hợp Intel GMA4500HD. Nền tảng này không chỉ đủ mạnh mẽ để giúp bạn làm việc thoải mái mà còn mang đến cho bạn những phút giây giải trí tuyệt vời với phim ảnh HD. Bộ nhớ DDR3 với dung lượng bộ nhớ 3GB hoặc 4GB được hãng trang bị cho hệ thống cùng bộ vi xử lý Intel Dual Core E5400 2.7GHz đủ mạnh để xử lý mượt mà những công việc văn phòng, lướt web, chơi game nhẹ hay một vài xử lý ảnh bằng Photoshop. Trong khi đó, ổ cứng 80GB đủ để bạn lưu trữ cũng như trao đổi dữ liệu. Toàn bộ linh kiện xây dựng nên Compact 500BMT được đặt trong bộ cánh dạng tháp nhỏ, với mặt trước được phủ nước sơn đen bóng bẩy, tô điểm bằng một đường gạch ngang màu xám, vị trí của hai USB lẫn dắt cắm tai nghe. Bộ cánh này trông cũng rất chắc chắn với khung nhôm phủ sơn đen nhám. Các sản phẩm laptop và PC bán ra tại Mỹ Thuật Laptop được bảo hành phần cứng mặc định là 3 tháng với máy dưới 10 triệu và bảo hành 6 tháng với máy trên 10 triệu. Riêng bảo hành phần mềm được miễn phí trong 12 tháng. Các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm trong quá trình sử dụng. Các bạn có nhu cầu tham khảo về sản phẩm vui lòng ghé trực tiếp cửa hàng của Mỹ Thuật Laptop. Nếu cần tư vấn cụ thể, các bạn có thể gọi trực tiếp chúng tôi theo số hotline 0907077226 gặp kinh doanh hoặc gọi số 0918738281 gặp kỹ thuật. Ngoài ra, bạn cũng có thể inbox trực tiếp chúng tôi tại fanpage Facebook của Mỹ Thuật Laptop. Xin cảm ơn các bạn đã xem qua video này.